Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bữa ăn đất vàng của ông Bộ trưởng Tô Lâm lại lên báo quốc tế. Sự kiện Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bữa tối với miếng thịt bò rát vàng đắt đỏ ở Anh Quốc hơn 1.000 đô la khiến cho giới truyền thông tự do trong nước và quốc tế hào hứng suốt hơn một tuần vừa qua. Cũng bởi vì Việt Nam là đất nước có thu nhập thấp và chính sách phong tỏa bạo lực khắc nghiệt, khiến người dân quá khốn khổ trong cơn đại dịch này. Lý do khác là giới truyền thông trong nước hoàn toàn bị khóa lưỡi khi im bặt, không dám đăng tin, cũng như các lãnh đạo cộng sản lại càng né tránh, không dám đề cập, bất chấp dư luận cả nước tiếp tục bình phẩm và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mới đây, bữa ăn đất vàng của Bộ trưởng Tô Lâm ở Anh lại tiếp tục được báo chí quốc tế đăng tải sau khi một Facebooker ở Đà Nẵng bị công an triệu tập vì đăng video bắt chước điệu bộ của đầu bếp giết bê rắc muối cho thịt bò rát vàng của ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh hãng thông tấn Reuters phát video thánh rắc hành của ông Bùi Tuấn Lâm, kèm theo bài viết với tựa đề Cảnh sát Việt Nam triệu tập người bán bún vì làm video nhại thánh rắc muối. Hôm 16 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệu tập ông Bùi Tuấn Lâm chỉ 5 ngày sau khi ông này đăng một video lên trang Facebook cá nhân nhại lại động tác của thánh rắc muối giết bề. Ông Bùi Tuấn Lâm tự gọi mình là thánh rắc hành. Trong video của mình, ông Lâm đã nhại lại động tác rắc muối và dáng đi của đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ trong bữa ăn đáng giá gần 2.000 đô la của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại nhà hàng nổi tiếng, sang trọng và xa hoa vào hồi đầu tháng nhân chuyến thăm và tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Anh và Pháp. Theo tờ báo The Guardian của Anh viết, hình ảnh bữa ăn rát vàng ông Tô Lâm đã gây xôn xao cả ở trên mạng Internet lẫn bên ngoài mạng ở Việt Nam, với rất nhiều người thắc mắc làm thế nào một quan chức cấp cao lại cho phép mình bị quay phim khi đang ăn món ăn đắt tiền như vậy và khi có những trấn áp tham nhũng trong nước. Còn tờ đà báo Daily Mail của Anh thì có bài với tựa đề Người bán bún bò bị cảnh sát Việt Nam triệu tập vì nhại giết bê vài ngày sau khi có những bất bình liên quan đến video của Bộ trưởng Việt Nam ăn bò rát vàng trị giá tới 1.450 bảng Anh tại nhà hàng của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ ở London. Bài báo viết rằng công an ở Việt Nam thường xuyên triệu tập các nhà hoạt động và người dân công khai chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền để tra hỏi. Lâm, người đã từng chỉ trích các giới chức trên Facebook, nói rằng ông ta đã lên tiếng vì một xã hội tốt đẹp hơn và công an trước đó đã triệu tập ông lên làm việc vào tháng 4 mà không nói nguyên nhân vì sao. Hãng tin Reuters cũng có bản tin ngắn về vụ việc mới và được tờ báo của Singapore đăng tải. Các trang tin như Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng, Bangkok Post và rất nhiều tờ báo khác cũng có bài viết về vụ việc này. Một số trang tiếng các nước khác như Ý hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng đăng các tin liên quan, thậm chí hình ảnh này còn được đưa lên của đài truyền hình tại Nhật Bản. Đây là hình ảnh với từ khóa tìm kiếm bằng tiếng Anh, cảnh sát triệu tập người bún bò cho thấy hàng loạt các trang báo lớn quốc tế đăng bài về ông Bùi Tuấn Lâm bị triệu tập vì dám nhại thánh rắc muối. Vào hôm 5 tháng 11 vừa qua, sau khi video Bộ trưởng Tô Lâm được đầu bếp giết bê bón cho ăn món thịt bò rát vàng, được đưa lên TikTok và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và Facebook, nhiều hãng tin quốc tế cũng có bài viết. Theo tờ báo The Sun, thậm chí còn gọi món bò rát vàng của ông Tô Lâm là bò cộng sản. Các trang báo quốc tế cũng đặt câu hỏi tại sao một ông bộ trưởng có mức lương chỉ khoảng 700 đô la một tháng lại có thể ăn một bữa ăn lên đến gần 2.000 đô la. Nhất là vào khi người dân trong nước vừa trải qua nhiều tháng trời phong tỏa vì đại dịch. Nhiều người đã mất việc làm, không có ăn. Truyền thông quốc tế cũng cho biết truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng trước thông tin này. Các hãng tin nước ngoài đã liên hệ với Bộ Công an và Công an Đà Nẵng để xin phản ứng về những thông tin mới liên quan đến bữa ăn của ông Tô Lâm, nhưng chưa nhận được phản hồi nào. Anh Bùi Tuấn Lâm, 38 tuổi, sống tại thành phố Đà Nẵng, cho biết ý định làm video quay cảnh anh thực hiện việc thái thịt bò luộc và rắc hành lá rực rỡ vào tô phở, không phải để chế nhạo bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Anh nói, đoạn video tôi thực hiện chỉ nhằm mục đích giải trí và để quảng bá cho món quán phở bò của tôi. Nhiều khách hàng đến hơn kể tỷ khôi khi tôi đăng video, anh Lâm chia sẻ
cho biết. Đây là hình ảnh bên trái là ca sĩ Duy Mạnh đăng nhại thánh rắc muối khi ăn thịt bò tại nhà hàng. Bên phải là một Facebooker cũng tự quay video nhại rắc muối lên miếng thịt bò tại nhà riêng. Hiện nay có rất nhiều Facebooker tự quay video rắc muối xem như một trò giải trí đang dần dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Và việc thực hiện việc video bắt chước hành động rắc muối đó, theo ông Lâm, có chăng chỉ khiến phía công an cảm thấy thêm phần tức tối, ông nói. Với tôi thì tôi nghĩ rằng cái clip đó nếu như có ảnh hưởng gì thì cũng chỉ là cái sự bức bối trong cái việc họ đi đưa giấy triệu tập thôi. Chứ còn tôi nghĩ thì cái giấy ấy triệu tập ấy nó đã có cái suy nghĩ của người ta từ trước rồi, chứ không phải vì tôi làm clip này mà bị triệu tập. Dù không cho rằng hành động bắt chước thánh rắc muối của bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh vụ việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng đang gây xôn xao dư luận là nguyên nhân chính của việc bị triệu tập, nhưng ông Bùi Tuấn Lâm không thể tìm ra nguyên nhân nào khác dẫn đến sự việc bản thân bị phía công an tìm đến. Được biết với cái tên Peter Lâm Bùi trong giới hoạt động xã hội ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm từng là một trong những nhà hoạt động năng nổ trong các vấn đề như nhân quyền, dân oan hay thiện nguyện. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm mặc áo nâu u với biểu ngữ phản đối Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam trong một lần biểu tình cùng với các nhà hoạt động xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh vào hồi năm 2015. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm đã mở quán bún bò ba cô gái ở Đà Nẵng như là nghề mưu sinh chính với gia đình có ba cô con gái nhỏ. Với tâm trạng nửa mừng nửa lo vì bất ngờ trở nên nổi tiếng, được lên báo quốc tế, mừng vì có người quan tâm thông cảm nhưng cũng lo lắng vì công an Việt Nam có lối hành xử ngang ngược, tùy tiện, bất chấp pháp luật có thể đàn áp quấy nhiễu cuộc sống bình yên của mình. Thậm chí có thể bị tù đầy như nhiều người bất đồng chính kiến khác. Trên trang Facebook cá nhân, ông Bùi Tuấn Lâm chia sẻ như sau. Thiệt tâm hôm qua đến giờ cũng nhiều anh chị em cô bác hỏi thăm, người thì động viên, người thì ủng hộ và cũng nhiều người lo lắng cho mình. Thiệt lòng xin cảm ơn tất cả. Chỉ một chút tâm sự với những ai quan tâm và lo lắng cho cái sự nổi đột ngột của mình. Vì hơn ai hết, họ hiểu chính quyền này và mình cũng hiểu điều đó. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, mình sẽ không bị họ bắt vì cái lý do clip thánh rắc muối đầu. Có ngu thì mới làm điều đó. Nhưng mình nghĩ họ đủ khả năng để tạo ra một chuyên án với một cái tội rất ất ơ nào đó. Ví dụ như điều 258 và bắt nhốt mình hiểu chế độ này mà. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đớp miếng thịt bò rất vàng trị giá nghìn đô vẫn tiếp tục khiến dư luận thích thú bình luận trong khi báo chí trong nước không dám hé răng. Anh nói tiếp, nhưng mình luôn bình an, cái gì đến nó sẽ đến, mà không đến thì nó sẽ không đến. Mình như con cá trong chậu ấy mà, họ đã tịch thu passport và cấm mình xuất cảnh khỏi Việt Nam gần 8 năm nay, thì đối với họ, nếu thích thì hốt mình lúc nào chả được. Nên mình cứ luôn luôn bình thản trước mọi chuyện. Ngày mai vẫn phải thức dậy sớm, nấu bún bò, bán kiếm tiền, nuôi con. Mình đặt tất cả sự việc của cuộc đời trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa và mình luôn tin tưởng rằng điều gì đến với bản thân mình, dù có không như ý mình muốn, thì đó vẫn là điều tốt nhất mà Chúa muốn mình đón nhận. Ông Bùi Tuấn Lâm đã bày tỏ thái độ như một quyết định sẵn sàng đón nhận những biện pháp đe dọa mạnh tay hơn từ chính quyền sau khi ông từ chối đến làm việc theo giấy triệu tập chính thức, nhưng lý do lại mơ hồ, không ghi rõ là ông đã có những vi phạm cụ thể gì hoặc vấn đề liên quan đến vụ án hình sự nào. 8 năm trước đây, cơ quan công an Việt Nam cũng đã từng thẩm vấn rồi tịch thu hộ chiếu của ông không có thời hạn mà cũng không đưa ra bất cứ một văn bản quyết định hành chính nào. Đây cũng là lối làm việc mập mờ, ngang ngược của ngành tư pháp Việt Nam, không chỉ đe dọa những người bất đồng chính kiến mà bất cứ công dân nào cũng có thể bị phiền nhiễu theo kiểu như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bữa ăn rắc vàng của ông Tô Lâm lại lên báo quốc tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 5 ngày 19 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tai tiếng Tô Lâm, chính quyền để mọi việc chìm xuồng
hay sao? Vụ tai tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng ở Anh Quốc lên tới hàng nghìn bảng Anh, đẩy chính quyền vào thế bị động, lúng túng và chỉ còn cách để mọi việc tự lắng xuống. Còn ông Lâm chỉ bị ảnh hưởng về mặt uy tín chứ không bị suy chuyển gì cả. Một nhà quan sát từ trong nước nhận định như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trước đó, hình ảnh video rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy ông Tô Lâm há hốc miệng được thánh rắc muối giết về đút món thịt bò rác vàng đã gây bão trên mạng xã hội giữa lúc người dân cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh bữa tiệc rát vàng đắt đỏ của ông Bộ trưởng tại nhà hàng của Thánh Rắc Muối gây bão mạng suốt tuần qua. Ông Tô Lâm bị lên án là xa xỉ, phung phí, đạo đức giả vì trước đó ông vừa đi viếng mộ nhà lãnh đạo cách mạng vô sản Karl Marx ở London. Hình ảnh được cho là được ghi trong một chuyến công cán mà ông Lâm tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 vào hồi cuối tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa rõ bối cảnh của sự việc vì cả bản thân ông Lâm và chính quyền vẫn chưa lên tiếng, mặc dù đã gần 2 tuần lễ trôi qua từ lúc vụ việc bị vỡ lở và truyền thông quốc tế đăng tải khắp nơi. Điều này khác với khi Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào hồi đầu tháng 10 bị tung lên mạng đoạn ghi âm ông trao đổi về việc An Giang không tiếp đón dân về quê tránh dịch. Chính quyền đã nhanh chóng cho rằng đây là sản phẩm cắt ghép, gian dựng, sai sự thật của tổ chức phản động nước ngoài và yêu cầu công an khởi tố vụ án để điều tra. Một số nhà bình luận cho rằng ông Tô Lâm đã bị cải bẫy để bị quay video vì tâm lý đi ăn uống ở nước ngoài nên thoải mái và không có sự phòng bị. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết dường như cũng có lý bởi ngay trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam dĩ nhiên cũng có những phe cánh muốn triệt hạ lẫn nhau và đây cũng là một dạng viên đạn bọc đường cực kỳ khéo léo. Theo dõi chặt chẽ phản ứng của báo chí về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức Blog Ba Sàm cho biết, báo chí trong nước gần như hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đó là sự khôn ngoan của báo chí, họ biết mình phải làm gì. Ông Vinh đã trao đổi như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Hà Nội. Đây là hình ảnh bữa tối giản dị của Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ cũng có bánh mì kẹp thịt. Ông Vinh cho rằng nếu chính quyền không lên tiếng bác bỏ hay đính chính, thì công chúng mặc nhiên có quyền khẳng định hình ảnh trong đoạn clip đó là xác thực. Ngoài ra, việc hàng chục tờ báo và trang mạng có uy tín trên thế giới đều đã đưa tin đó chứng tỏ nó đã được kiểm chứng rất chắc chắn, ông Vinh đã nói. Sự im lặng của chính quyền càng tạo điều kiện cho mọi người tung ra đủ mọi suy đoán về thất âm mưu cũng như theo ông Vinh và điều này không có lợi cho chính quyền. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vụ việc đang đặt chính quyền vào thế khó vì họ không biết xử lý như thế nào cho ổn thỏa. Tôi tin rằng không có cách nào vì đây là khủng hoảng quá đặc biệt nên họ chỉ chờ cho thời gian qua đi thôi, ông Vinh nói như vậy. Trong bối cảnh người dân trong nước đang gặp đủ các vấn đề từ đại dịch COVID-19, nguy cơ lạm phát, kinh tế, đời sống khó khăn, rồi dồn dập các hoạt động đối ngoại cuối năm thì chính quyền có lý do để cho rằng chuyện của ông Tô Lâm sẽ bị lãng quên, ông phân tích. Trước báo dư luận, sau khi về nước từ châu Âu, ông Lâm vẫn xuất hiện bình thường trước công chúng và phát biểu trước Quốc hội như không có gì xảy ra. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm, chủ quán bún bò Ba Cô Gái ở Đà Nẵng, đã diễn lại hành động rắc muối của quán bò rát vàng thành hành động rắc hành lên tô bún bò. Vì video này mà ông Lâm dường như đã bị công an đến nhà triệu tập đi làm việc. Mới đây nhất, ông Tô Lâm đã đến dự phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Điện Biên vào hôm 14 tháng 11. Blog này cho rằng việc ông Lâm làm việc theo lịch trình đã định sẵn là việc bình thường, chứ không phải để khỏa lấp hay đánh lạc hướng dư luận. Mới đây, từ khóa tìm kiếm liên quan đến vụ việc, ông Tô Lâm bị chặn trên mạng xã hội. Trong bối cảnh mọi việc đã có dấu hiệu dịu bớt, ông Vinh cho rằng đây là hành động thiếu khôn ngoan vì làm cho đám cháy càng cháy to hơn. Và dường như nó có thể bị khuấy lên lại. Blog Ba Sàm của Nguyễn Vinh vốn từng là công an và từng bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, cho rằng cách làm hiện nay của chính quyền tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giả sử trong một cuộc tiếp xúc cử tri nào đó sắp tới để báo cáo về kết quả kỳ họp Quốc hội, nếu cử tri nào đứng lên thắc mắc về chuyện này thì nó sẽ lại bùng lên, ông phỏng đoán. Nhất là đối với đề tài chống tiêu cực, tiết kiệm
những điều đảng viên không được làm mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động nên rất dễ bị người dân nêu lên để hỏi ông Tổng Bí thư. Ông Vinh cũng nói thêm, khi đó báo chí sẽ cơ hội để nhảy vào. Đây là hình ảnh miếng thịt bò của Bộ trưởng Tô Lâm có giá tới 45 triệu đồng, là tương đương với 3.000 bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua. Cũng theo ông Vinh, thì ông Tô Lâm là lãnh đạo cấp cao, là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, nên xử lý những vấn đề liên quan đến ông là rất khó. Và phải được sự đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo, thậm chí cả bên Bộ Ngoại giao nữa thì mới đưa ra được cách xử lý, ông giải thích. Tuy nhiên, nếu ông Tô Lâm khôn ngoan, thì ông ấy nên chủ động trao đổi với các vị kia để mà tìm ra cách giải quyết, ông Vinh nhấn mạnh. Ông ấy chỉ phải trả cho một cái giá nho nhỏ là xong chuyện. Cũng theo lời ông nói, đối với các lãnh đạo ở cấp cao như ông Lâm thì việc giao tiếp, đãi đằng, nghi lễ vì công việc mà phải có cũng là chuyện bình thường, thậm chí là nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng khi người dân biết được thì họ sẽ thấy không bình thường. Cái đó cần giải thích ra cho người dân biết là đi ăn với ai, vì mục đích gì, vân vân, ông nói. Nhưng cái tử huyệt là ở chỗ càng giải thích thì lại càng lộ ra nhiều chuyện này, chuyện kia về bí mật công việc. Và sự mất uy tín cũng ập đến Tô Lâm. Đánh giá về tác động của việc này đối với ông Tô Lâm, blogger Nguyễn Hữu Vinh nói rằng, ít nhất về uy tín thì trong mắt người dân của chúng tôi tin là sẽ bị ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên, nếu soi kỹ thì cũng không rõ việc ông Tô Lâm làm có phạm vào các điều đảng viên không được làm hay không. Cần phải biết chính xác bữa ăn ấy là cái gì, thành phần, mục đích, nguyên nhân, rồi tiền bạc chi trả ra sao, ông Vinh giải thích thêm. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Tô Lâm và Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật Magnitsky do 10 tổ chức đang xúc tiến. Đây là hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc có những hành vi vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền tại Việt Nam. Mặc dù vậy, hình ảnh ông Tô Lâm thể hiện trong đoạn clip như vậy, theo đánh giá của ông Vinh là thiếu văn hóa. Một lãnh đạo cao cấp mà ăn uống theo phương pháp đó thì là không xứng đáng với tư cách. Trả lời câu hỏi của Đại tướng Hoa Kỳ, tại sao một vị đứng đầu an ninh trong nước mà lại để bất cẩn cho mình hình ảnh không mong muốn của mình bị quay để phát tán cho công chúng? Ông Vinh cho rằng đây là điều đau đớn đối với ông Tô Lâm. Tuy nhiên, nó không thể hiện ông Tô Lâm có nghiệp vụ yếu kém. Cũng theo ông Vinh, vốn cho biết bản thân ông từng đi học chung, từng công tác trong một cục ở Bộ Công an và từng thân với ông Tô Lâm. Tính ông ấy từ khi đi học, bạn bè với nhau đều hiểu là ông ấy rất xuề xòa, ông Vinh nói. Ông Tô Lâm không phải là người có bề dày làm công tác nghiệp vụ mà chủ yếu làm công tác tham mưu. Cho nên trong chuyện này trách nhiệm chính là những người cấp dưới năng lực kém khi để cho lệnh hình ảnh của lãnh đạo của mình bị đưa lên mạng như thế, ông nói thêm. Bên cạnh đó, đây cũng là căn bệnh của các lãnh đạo Việt Nam là khi chức càng to và quyền hành càng lớn thì dễ bị chủ quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tai tiếng Tô Lâm, chính quyền để mọi việc chìm xuồng hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn cũng có thể bấm nút ủng hộ Thời báo .de ở phía dưới để chúng tôi có điều kiện làm những bản tin mới phục vụ các bạn tốt hơn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.